Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung Store. Ở trên tay của Nguyễn Cung đang là một con iPhone 11 Pro Max nha mọi người. Đây chính là con iPhone 11 Pro Max này. Thì vỏ đang còn khá là đẹp, nhưng mà hôm nay Nguyễn Cung sẽ quyết định là độ nó lên vỏ 14 Pro Max nha mọi người. Đây chính là cái bộ vỏ độ của iPhone 14 Pro Max này. Độ từ 11 lên 14 nha mọi người, rất đẹp luôn. Nhìn thì khá là đẹp nha mọi người, khá là chắc chắn luôn. Nhưng mà để Nguyễn Cung thử sang sẽ qua xem là cái chức năng mà giống như mấy ông anh ở trên YouTube hay nói là mất chức năng mic quay video đó. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành sàng nó qua và để sẽ kiểm tra xem là cái mic camera đằng sau này nó có thể sử dụng được hay không nha mọi người. Đó, vỏ rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp, bóng loáng luôn. Rồi thì cái tiến hành cái khâu thay thì Nguyễn Cung sẽ tiến hành là tua nhanh hoặc là bỏ qua một số công đoạn nha mọi người. Tại vì nếu mà Nguyễn Cung quay hết cái video này thì chắc chắn nó sẽ rất là dài, mà chắc chắn là sẽ làm cho mọi người xem đến ngán ngẩm luôn đấy. Cho nên là Nguyễn Cung sẽ tua nhanh hoặc là bỏ qua một số công đoạn phức tạp nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái máy 11 Pro Max này ra để sàng nó qua 14 Pro Max nha mọi người. Rồi, ok, như vậy là Nguyễn Cung đã hoàn thành xong cái quá trình sàng con 11 trở thành một con 14 Pro Max rồi nha mọi người. Đây con iPhone 11 Pro Max này. Đó, sàng phải nói là không còn một cái gì ở bên này luôn nha mọi người, kể cả là cái cụm dây nút nguồn kèm với mic của mic quay video mọi người, và đèn LED sàng hết qua đây luôn nha. Cho nên là bây giờ các bạn có thể tin tưởng được là chắc chắn là nó sẽ vẫn còn mic quay camera nha mọi người. Vẫn còn Face ID luôn. Nói chung là nó sẽ không bị mất một chức năng nào khác hết nha mọi người. Vẫn xài giống như một con 11 Pro Max thôi, chứ không có khác gì cả. Và nó được độ lên một cái bộ vỏ nhìn tổng quan thì nó rất là đẹp nha mọi người. Đây này, mọi người có thể nhìn này, rất đẹp và rất bóng nào. Đó. Đây, để Nguyễn Cung lau sạch đi, Nguyễn Cung sẽ cho các bạn thấy nha. Đó, các bạn nhìn tổng quan này, nó rất là đẹp và sáng bóng. Đó, cực kỳ nhìn sắc sảo luôn. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ lại thì nó giống như cái máy Trung Quốc đó mọi người. Nói chung là các bạn có thể nhìn tổng quan như thế này thì nhìn nó rất là đẹp và y như máy iPhone 14 thật. Nhưng mà các bạn nhìn tổng quan này thì cái nút nguồn này nó rất là lỏng lẻo, và cái cụm camera này nó bị sâu vào mọi người, nó không có lồi ra giống như của thằng 14 thật. Và nút bên này cũng vậy luôn, nó cũng rất là lỏng lẻo nha. Và cái viền của màn hình này nó không được sát. Đó, màn hình này nó có thể thu bị nhỏ một chút xíu mọi người. Nhìn cái viền nó rất là rất, nó không có được sát với lại cái viền của vỏ. Cho nên là các bạn có thể suy nghĩ lại để thay nhá. Chứ còn chức năng thì vẫn hoạt động bình thường, không hề thiếu một cái chức năng nào cả. Quay camera hay là bất cứ một cái gì, hay là nghe gọi hay loa chuông gì, cũng không hề bị thiếu giống như những cái mà các bạn ở trên YouTube nói nha. Đó, nếu như mà ai mà bị thiếu chức năng quay camera sau mà không có tiếng ấy, thì là do người ta sàng không sàng cái cụm mic qua nha mọi người. Đó, thì mình bây giờ mình sàng hết toàn bộ qua thì đặt qua đây là nó sẽ nói được thôi. Đây có lỗ mic luôn này. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu như mà mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Con máy này là máy của Nguyễn Cung để dùng để quay video thôi. Sàng trả qua là sàng cho các bạn xem. Có một số bạn là bảo Nguyễn Cung làm độ vỏ đi. Đó, thì độ vỏ là như thế này đây. Từ 11 Pro Max đang vỏ rất là mới, mua cái bộ vỏ 11 Pro Max lên 14, lên 14 Pro Max nha mọi người. Thì nhìn nó cũng chẳng có khác gì nhau hết, chỉ có cái là nó vuông, cái cạnh cầm nó cảm giác nó cứng tay hơn và nó dễ bị tuột tay hơn nha mọi người. Cầm 11 Pro Max này cứng tay bền đầm lắm mọi người, rất ít khi là bị khó rớt lắm. Nhưng mà cầm con này các bạn có thể tưởng tượng được là nhẹ cái là nó rớt thôi. Đó, nó rất là trơn tay nha mọi người, sườn của nó bóng quá. Ok, rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Đó chính là đồ vỏ đấy. Vỏ này giá 1.200.000 đó mọi người, không rẻ đâu. Còn cái vỏ mà các bạn nói ở trên Google, trên các kênh khác là nó không sàng được mic á, là vỏ nó chỉ có 700.000 thôi. Ok chưa?